Rồi sẽ xong bọn ông đi. Mà cái này mình đi bị mệnh tên là mình là các sản phẩm mới. Mình là chạy mệnh là chúng ta đăng lên chúng ta phở. Để nó là chịp cả. Và topic là chúng ta là ngày đấy cứ time management. Cái cục rộng biểu lý. Và bọn ông đi xong cái lệnh mới tự lưu thiệp. Mà có bật chế lục năng mệnh tên. Mà cái phố sản phẩm này bảo quát. Mà đây là dùng phần bằng bay. Mà chúng ta finish lòng một trang chúng mới nhấn. Bạch bọn là ca. Đã dùng chuốc, nó dùng chất. Tại đàn mình thiết rồi tại vì thường mấy là mấy cặp thôi tôi kêu một phần và khi mỗi cái cục rong việc liền mà lò phát sáng mà thường mấy là cục rong lò việc phát sáng mà cứ miệng bắt thường mấy mà cái tay muốn nó bắt thường mấy mà xung khôn mới sân mà phải khôn mà khôn nó lấy sang mày time management is life management cả cục rong việc liền mà nâng cả cục rong nâng chỉ vật mà chúng nói đi mùi planning cả chân hành cả mà chúng nghĩ như là lăng đàn bây giờ nói thế operational plan ngoài ra là phản cá bỏ tập bản phản cá bỏ tập bản quy trình phản cá là những chua lá sử dụng rác department đi mùi mùi đối chiếc HR department đối gọi marketing department ta được nông marketing department ta thường thuê khác nông đẹp bên bên khai nè và ta operational plan trong marketing department thì chúng ta kể rằng marketing plan GP, action plan phản cá scam team phản cá scam team quy trình phản cá là những chua lá sử dụng rác cô đi mùi mùi để dùng chuốc để dùng chất phản lưu phản cá bỏ ta không có khai đi khai bên khai là thuê khác thì vậy, daily plan là how to do this. Ta không một ngày để thuê bạn. Nhưng ai có xong các cái buổi buổi là thao tin bí, action plan. Because các cái buổi buổi tiếp dạng là khác, và cái plan viết sự khác để ta thuê luôn thay. Mà tốt đi như ta thương phản ca hay, thì bí cứ prioritize your tasks. Mà còn mắt anh thật biết lấy càng nghĩa là bao nhiêu. Càng nghĩa là thơ môn kỳ, do first. Càng nghĩa là thơ môn kỳ, cứ càng nghĩa là urgent and important. Còn toán hay xong khăn, mà ưu tiêu hò, mà xong mình. Mà ngày nay mình thông báo bằng hai nhỉ, chân ca nghĩa là khi mà toán này sống khăn phát cứ thư xoài. Mà urgent ấy, mà ngày nay thông báo bằng hai nhỉ, urgent, important ấy, important. Và thư xoài lỏ, còn mình ai thông báo bằng hai lỏ bằng sao lại. Và tiếp biết cứ schedule, ta ca nghĩa là như thư ca bị thiệt, là ca bị thiệt, mà analyze ấy, thư ca bị thiệt. Cô cho ta tân quân, ngày sống, chấm, ca thông báo bằng hai, sau đó mình đã khỏi sống khăn này. Chấm, ta vẫn đánh, cứ những thời tái, thư ca bị thiệt, cô thương ngày chăn được ngày kia. Chấm, như ta chia thân được nóng schedule và tác cho bạn thường chấp nhận thân được nóng mà do first thing và tâm thức đi delegate mà càng nghĩa là sống khám tái dần mạch mà mẹ đây mà càng nghĩa là mình tốt tái ở sống khám ưu thì ho càng lưu từ sẵn mà phải muốn bóng bóng viên thay lưu từ sẵn một hồn thì nhắm đấy thì nhắc là lưu tê đấy và tái bị khác cũng xem ở bán lưu tê bóng bóng thiệt thang là lưu chấm là xa tái nhưng cực thang hai chiếc tệ trừng chấp nhận mạng tê nó đã ấy customer sử dụng lưu từ sẵn chấp sống tốt hoa bóng bóng hãy đôi khi họ đã can nghiệp personal với chúng luôn bọn sản nó cũng phim kẹt đường nào là hốt muốn mà nó mẹ đây bạn cần pin đo ấy cứ can nghiệp quá bên họ ta rồi vô lan cho mình xem chắc là mấy chuyện này pin đo hết nhưng ai coi còn càng khi nhóm từ liên lạc lại bon bon cái lại khá spa mình mà chứ đi xuống bắt đủ can nghiệp là do thật thường mà can nghiệp là ở trong mắt hay ở bản toàn đứa có những cảnh thôi mà ở cơ mỗi ngày nó chỉ can lên Facebook đối với tới rồi con đang xem việc xây dựng và vì ở sống khăn hãy có việc to và nhạc đại và chúng ta đi mấy cái break inspection đi sống khăn mình đẹp cá cái răng cứ lên ca rụng khăn nên bạn chân cá những ca rụng khăn ra và tay xung lưng lên là pi và ai đi đâu chỗ đó Facebook thì mùi của tháng có một lần khác hầu đó tất nhiên là bạn khăn mình đẹp lâu ra thì em đọc tí từ bắt Facebook một đòn bằng chân ấy từ xét so từ ca của mình mà nó từ dấu chất mà dấu trước thì cái tay và thì biết cứ ca gì ta thế này là lúc có ca dễ ớt bị giao được một sản phẩm một lớp ưu chứ muốn con tay tay dễ kia ở cái tôn ca nghe là mùi thức chiên lo ca dễ đàn cái điểm và hôm đó cái khác chiên lo dễ đàn nghe điểm mà chắc bởi dư mình thôi xin lo vào sáng nhưng ai cắt thật bị vấn đề bằng hai cái tam ca sửa vế cái bàn khuyên thang sai sắp bây giờ rồi hay một lớp bên bàn đủ khăn và ca đủ khăn đặc biệt nằm đứng vào xanh xanh điểm hai ca đủ khăn là hôm đó xin phê nhưng hôm đó một thay mùi vào rồi tới chứ sắp bây rồi chắc một lớp khác con trở lại bên tay một thay trăm triệu rồi đấy mặt tôi ca chất trăm triệu rồi chứ lên Facebook trên xe xịn hay có trăm thau người dùng bộ khăn này mà chất được như này chất được những cặp thon tới những ai cặp thoi được tiêu bộ bao nhiêu này lớp to say no mà bên trong châu biên ai mong muốn mà khi mua điện nhưng mà hôn mà yes mà như mình cố ca mới đấy first invitation ca anh chơi được bộ cứ up phải sai đi làm bay bằng ca như thế này rồi và ta nói tăng ca hết no là hôn mà mình đang đá và cứ đi mới cứ save time mà save time hay là save money điện mà ông quên mà stop procrastinating
អាចទូទៅវាយើងមានតម្លងមួយគឺជីវិតប្រជាពេលដូចជាស្លាយវិញអាទិត្យក្រោយថ្ងៃសុំទៅអីទេថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបានលេងសិនទៅថ្ងៃចាំអាចារ្យអាចធ្វើថ្ងៃចិនអង្គាពុទ្ធបោះហោះសុំអាបាត់ឡើយតាមធម្មតាដែរបាទអាចារ្យនឹងកថាសិស្សដូចជា Usology ខេមជាពីមុនគឺយើងចំណាយពេលប្រហែលជា30នាទីដើម្បីគណនាថាយើងរកចំណូលបានប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃសិស្សជុំបាទតែឥឡូវតែ2វិនាទីទេ system ចុចបាច់ឃើញហ្មងបាទ delegate more often ឥឡូវយ៉ាងណាខ្ញុំឥឡូវតាមលើកទូរស័ព្ទទាំងការប្រជុំមួយចំនួនការសិក្សាសុខបុគ្គលិកក៏យើងអាចធ្វើឥឡូវយើងធ្វើច្រើនបាទហើយទីបន្តទៀតគឺ avoid multitasking ទោះពេលវេលាមួយយើងផ្ដោតតែការងារមួយបានតែក៏ផ្ដោតច្រើនពេកអញ្ចឹងយើង lose frustration high quality ការងារនោះក៏ល្អយចឹងចាប់មួយចូលមួយចាប់មួយចូលមួយទៀតdon't get lost in the details តែអ្នកខ្លះក៏ជឿទៅកាន់អត់រហូតដល់មែនតើរហូតដល់ perfect របស់ចង់បាទការងារត្រូវធ្វើ1ម៉ោងឯងក៏ធ្វើរហូតដល់3ម៉ោងបាទចឹងបើយក2ម៉ោងទៅធ្វើផ្សេងវិញគឺល្អជាងបាច់ដល់ perfect ដល់99ដល់100ឯងតែកាន់មួយកាន់2បានហើយបាទហើយចង់ប្រាប់គឺ take care of yourself អាសំខាន់មែនតើគឺថែរក្សាខ្លួនឯងដូចជានិយាយថាធ្វើការ1ម៉ោងសម្រាប់ពី3នាទីទៅយើងញ៉ាំអាហារគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយការញ៉ាំយ៉ាងកាត់បន្ថយអត់នេះមិនមែនឲ្យឈប់ទេបានហើយយើងលេងកាឡាតបៅអាចជាសាស្ត្រគឺដេកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអាចទៅលំហែសុខស្ងាត់បានយូរមិនគឺពេកតាមអង9ញ៉ាំវិញតាមអង9បាទមកផ្ទះឆ្ងាយអសមអរគុណអានបត់នេះគឺយើងបកសំសិនសិនរីជីស Cancer Screening Management Business English Program នៅ website ទីជិតអសមអរគុណ thank you